Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin trong tối 25 tháng 4, nước này đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh và có bài phát biểu tại sự kiện này. Ông Kim Jong-un đã đề cập tới ý nghĩa sâu sắc và to lớn của sự ra đời của lực lượng vũ trang chân chính đầu tiên của Triều Tiên cách đây 90 năm trong lịch sử cách mạng. Ông nhấn mạnh, việc thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập là biểu hiện của tinh thần độc lập, niềm hy vọng ngày càng lớn mạnh của dân tộc Triều Tiên và thể hiện ngọn cờ đại đoàn kết. Ông khẳng định các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ luôn đứng vững trong hành trình của cách mạng. Trong thông điệp, ông Kim Jong-un cũng khẳng định quyết tâm tăng cường và phát triển năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng với tốc độ nhanh nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, nhiệm vụ cơ bản của chúng ta liên quan đến năng lực hạt nhân là nhằm ngăn chặn chiến tranh. Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân của chúng ta không thể chỉ giới hạn trong việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở thời điểm tình huống này đã được hình thành. Đó là điều chúng ta không bao giờ hy vọng sẽ chứng kiến ở vùng đất này. Lễ duyệt binh này được xem là cơ hội để Triều Tiên phô diễn các vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 25 tháng 4 cũng đã đến thăm và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng trên núi Thê Sông. Triều Tiên hồi đầu tháng cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành bằng những màn trình diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa hoành tráng, song không tổ chức duyệt binh.